Khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 12, 6 toa thuộc đoàn tàu số 8 và 9 tuyến Metro số 1 tại cảng Khánh Hội được chuyển lên xe siêu trường siêu trọng để chuẩn bị về Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức trong những ngày tới. Có khoảng 40 kỹ sư, công nhân được huy động để thực hiện công việc này. Dự kiến khoảng 16 giờ cùng ngày, các toa sẽ được bốc dỡ hoàn tất xuống xe siêu trường siêu trọng. Theo dự kiến, ngày 8 tháng 12, các toa tàu thuộc đoàn tàu số 10, 11 và thiết bị mô phỏng lái tàu cũng sẽ về đến cảng Khánh Hội. Như vậy, đến nay, tuyến Metro số 1 đã có 11 trên tổng số 17 đoàn tàu của dự án đã được chuyển về Việt Nam. Dự kiến Metro số 1 sẽ đưa vào khai thác thương mại năm 2022, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án lại lùi tiến độ đến cuối năm 2023, đầu năm 2024 mới xong.